Xin chào, hãy nâng cao sức khỏe của bạn lên tầng cao nhất cùng với Nam Hà. Xin chúc mừng tất cả quý anh chị đã có cái liệu trình thải độc đại tràng bằng cà phê tại nhà. Và trong video clip này, Nam vui mừng được hướng dẫn tất cả quý anh chị từng bước cách làm chi tiết, đơn giản và dễ dàng thực hiện tại nhà, đặc biệt là đạt hiệu quả cực cao, giúp chúng ta thay đổi sức khỏe bên trong một cách đáng kinh ngạc và giúp chúng ta có được sức khỏe hoàn hảo lẫn cả thể chất và tinh thần. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi và bắt đầu nhé. Rồi, bước thứ nhất các anh chị, đó là chúng ta đun cà phê. Thì chúng ta có thể là đun ở trên bếp ga, chúng ta dùng một cái nồi nhé, là mới và không chung đụng với nấu ăn nhé, để tránh nó là dầu mỡ bám bẩn, để chúng ta đun cà phê riêng để chúng ta làm thải độc. Hoặc á, chúng ta hãy dùng ấm siêu tốc các anh chị ạ. Và ấm siêu tốc thì Nam đã đổ vào đây đó là 300ml nước lọc rồi các anh chị ạ. 300ml nước lọc rồi. Thì bây giờ chúng ta dùng cái thìa định lượng mà đã được tặng ở trong cái liệu trình này rồi nhé. Chúng ta lấy cà phê này, cà phê hữu cơ này. Chúng ta lấy một muỗng này là tương đương với 10g nha các anh chị. Một muỗng là tương đương với 10g này. Rồi chúng ta cho vào các chị nhé. Đó, chúng ta cho vào. Và sau đó là chúng ta khởi động cái ấm siêu tốc lên nhé. Chờ cho nó sôi các chị nha. Sau khi á, cái công tắc của chúng ta bật và cà phê sôi sau khoảng 3 đến 5 phút các chị, thì chúng ta hãy lọc bỏ cái bã cà phê để chúng ta thu nước cốt cà phê. Thì trong cái liệu trình của chúng ta thì Nam đã tặng cho tất cả quý anh chị một cái khăn organic để chúng ta lọc bỏ cái bã cà phê này các chị nhé. Đó, thì bây giờ là chúng ta từ từ đổ và chúng ta lọc, chúng ta thu nước cốt cà phê. Cái này nó cũng rất là dễ dàng các chị ạ. Cái mùi rất là thơm luôn các chị ạ, bởi vì cà phê hữu cơ mà, nên là mùi rất thơm. Đặc biệt là khi chúng ta thu nước cốt á, thì cái màu của nó rất là đẹp, màu cánh gián và nó xanh biếc giống như là trà xanh các chị nha. Có hai cách các anh chị ạ. Nếu mà mùa đông á, thì chúng ta hãy đun 600 đến 700 ml nước cốt cà phê này và chúng ta để qua đêm. Và nếu mà ai mà buổi sáng dậy chúng ta làm á, thì chúng ta chỉ cần chế vào đó khoảng là 300 đến 400 ml nước sôi á, thì nó cũng ra dung dịch nước cốt cà phê để chúng ta làm thải độc. Còn cách thứ hai á, là chúng ta lọc, chúng ta lọc để thu được khoảng 300 đến 400 ml nước cốt cà phê như thế này. Đó, và sau đó chúng ta chế vào khoảng 600 đến 800 ml nước lọc. Ok không ạ? Đó, thì bây giờ này, sau khi chúng ta thu được cái nước cốt cà phê này như thế này rồi các chị nhá, thì chúng ta mở cái túi truyền này, chúng ta mở cái túi truyền này ra nhé. Đó, thì Nam xin giới thiệu qua cái túi truyền chút xíu này. Đó, chúng ta mở cái túi truyền này ra. Thì trước khi mà chúng ta đổ vào cái túi truyền này thì Nam dặn các anh chị nhé, đó là chúng ta phải khóa cái van này lại này. Đó, khóa cái van này, không là mình đổ vào là nước nó chảy ra ngoài hết nha. Tiếp theo này, đây là dây chuyền này, dây chuyền nhá. Thì chúng ta hãy mở nó ra. Đó, chúng ta lấy cái dây chuyền này. Đó, sau đó là chúng ta nối vào cái đoạn cuối cùng của cái túi này nhé. Đấy, nó có từng khớp một, thì chúng ta chỉ cần lắp nó vào thôi, chúng ta đầy thật mạnh này. Đó, là nó rất là chắc chắn luôn nhé. Ok không nào? Sau đó là nhớ là khóa cái van này lại này. Bây giờ là chúng ta đổ vào đây là khoảng 600 đến 800 ml nước lọc trước. Đây là cách làm sau khi chúng ta rút kinh nghiệm á. Thì chúng ta đổ vào trước này.
Còn nếu mà chúng ta đổ nước cà phê vào trước nó đang nóng như thế thì nó không tốt cho cái túi nhá. Đó, khoảng 700 nha. Đó, nước này là nước lọc sạch này. Chúng ta dùng nước lọc ở máy lọc nước này. Đó, còn đây là nước cốt cà phê đúng không? Chúng ta đổ vào thì nó ra khoảng là 1 lít đến khoảng 1 lít 2. Bởi vì cái túi này là chúng ta đựng được 1 lít 2 mà. Thì tại sao chúng ta lại pha như thế này? Bởi vì theo kinh nghiệm, nếu mà chúng ta pha như thế này thì nó sẽ ra được cái dung dịch nước cốt cà phê, nó tương đương khoảng nhiệt độ là 38 đến 40 độ C. Nó tương đương với nhiệt độ cơ thể thân nhiệt cơ thể người các chị ạ. Đấy, và như vậy là nó ra đúng 1 lít luôn các chị này. Đó, 1 lít luôn các chị nha. Rồi, tuyệt vời các chị. Rồi, ok. Và sau đó các chị nhé, là chúng ta đeo cái túi chuyên này cao trên 1,5m so với tư thế mình nằm để chúng ta làm thải độc. Ok không nào? Bây giờ chúng ta sang bước tiếp theo, đó là chúng ta sẵn sàng làm thải độc các chị nhé. Rồi sau khi chúng ta có cái túi nước cà phê thế này rồi các chị nhé, thì chúng ta đeo cao khoảng 1,5m so với tư thế mình nằm này. Và trong nhà vệ sinh của Nam thì nó có cái móc như thế này rất là tiện lợi. Ok không nào? Thì các chị biết rằng này, trên cái đường dây của nó có cái đoạn này. Thì khi mà chúng ta trượt cái khóa này thì nước cà phê nó bắt đầu chảy. Và chúng ta nhìn vào đây, chúng ta sẽ biết được tốc độ của dòng chảy. Ok nào? Đối với những người mới thì trước khi mà chúng ta đưa vào hormone nhá. Ok nào? Thì chúng ta phải xả cho cái nước cà phê này nó chảy hết cái đường ống này. Đó, chảy hết cái đường ống này. Sau đó chúng ta mới đưa vào hormone. Thì như vậy, đây là cái nguyên lý thông ống dòng. Ok không nào? Đó. Còn nếu mà chúng ta không xả hết á, mà chúng ta đưa vào hormone á, chúng ta mở khóa nó sẽ không chảy. Đó. Và trước khi mà chúng ta đưa vào hormone các chị, thì trong cái liệu trình cà phê á, Nam đã tặng cho tất cả quý anh chị một cái chai dầu dừa hữu cơ nguyên chất ép lạnh. Thì chúng ta hãy tra vào đầu này 1 đến 2 giọt. Đó, để chúng ta đưa vào một cách êm ái, nhẹ nhàng và cực kỳ thoải mái. Ok không nào? Rồi nhá. Và trong nhà vệ sinh của chúng ta các chị này, thì chúng ta có thể là nằm trên cái khăn. Còn Nam á thì lựa chọn là nằm ở trên cái thảm yoga luôn. Và chúng ta có thể mang gối vào để chúng ta nằm, chúng ta thư giãn, chúng ta làm thải độc. Và sau đó thì chúng ta hãy lựa chọn cho mình một cái tư thế nằm hợp lý này. Hãy lựa chọn cho mình một cái tư thế nằm hợp lý nhé. Thì trong quá trình thải độc á, thì chúng ta có 3 tư thế để mình nằm. Tư thế đầu tiên đó là chúng ta nằm ngửa nhé. Rất thoải mái đúng không? Nằm ngửa thư giãn rất là thoải mái nhé. Thì nằm ngửa về lâu về dài á, mà chúng ta muốn thư giãn lâu á, thì nằm như thế này rất thoải mái. Chúng ta có thể là co hai chân lên. Chúng ta vừa làm thải độc mà chúng ta có thể vừa nghe nhạc, vừa thư giãn, hoặc là chúng ta xem video ở trên điện thoại luôn các chị ạ. Đó. Thế thì khi mà chúng ta mở cái van á, mở cái van các chị nhá, mở cái van thì cà phê nó bắt đầu chảy. Thì Nam xin lưu ý là những người mới là chúng ta mở từ từ thôi. Đó, mở từ từ thôi nhá. Và sau khi mà nó vào một lúc rồi thì sau đó chúng ta mới đẩy cái khóa để cho cà phê nó chảy nhanh dần. Như vậy là nó không làm chênh lệch áp suất, nên là cái bụng của chúng ta rất là dễ chịu. Ok em nào? Thì đây là tư thế nằm đầu tiên, là nằm ngửa. Cái tư thế nằm thứ hai đó là chúng ta nằm nghiêng sang phía bên trái. Nằm nghiêng sang phía bên trái, hai đầu gối chúng ta co lên. Ok em nào? Thì cái đại tràng chúng ta là nó đi thế này này. Đây là trực tràng này. Đây là đại tràng sigma này. Đây là đại tràng xuống này. Đây là đại tràng ngang này. Và đây là đại tràng lên này. Thì nếu mà chúng ta nằm nghiêng sang một bên thế này thì cái tinh chất cà phê nó sẽ vào một cách dễ dàng. Đó, vào một cách dễ dàng. Và có một tư thế nữa, đó là chúng ta nằm nghiêng sang phía bên phải. Nằm nghiêng sang phía bên phải các chị. Đó. Thì cái tư thế nằm nghiêng về phía bên phải này
thì cái nước cà phê nó khó vào được sâu hơn. Nhưng mà cái lá gan của chúng ta nó nằm phía bên dưới cái mảng sườn bên phải. Như vậy khi chúng ta nghiêng về phía bên phải thì nó sẽ gia tăng khả năng thải độc gan các chị nha. Đó. Còn về lâu về dài á thì nam lựa chọn tư thế nằm ngửa là rất thoải mái, và nó vừa tốt cho lá gan chúng ta mà cái nước cà phê nó vào được sâu hơn các chị ạ. Thì để gia tăng cái khả năng hiệu quả của thải độc các chị này, thì á, chúng ta nhớ giúp cho nam nhé, đó là chúng ta hãy dành thời gian chúng ta massage cái bụng của chúng ta theo ngược kim đồng hồ. Chúng ta dành ra khoảng 2 đến 5 phút nhé, chúng ta massage bụng theo chiều ngược kim đồng hồ. Đó là ở dưới rốn chúng ta đẩy sang ngang, lên trên sau xuống, cứ như thế khoảng 2 đến 5 phút nhé. Đó, massage và cảm nhận. Đó. Hoặc á, nếu người nào mà muốn tinh chất cà phê này nó vào sâu hơn, chúng ta có thể kê một cái gối ở cái mông. Đó. Thì nó tạo độ dốc thế này này. Thì như vậy là cái nước cà phê nó xâm nhập và nó vào sâu hơn các chị ạ. Hoặc một số người có thể tập những cái động tác yoga luôn. Đó, như thế này. Lên, xuống. Lên, xuống. Đó, lên, xuống. Còn có nhiều người á, họ có thể là làm được cái động tác yoga đó để cho cái tinh chất cà phê nó vào sâu hơn các chị ạ. Đó, họ có thể làm thế này. Đó, thì tùy nhá, tùy vào khả năng của mỗi người. Thì khi mà chúng ta truyền hết cái nước cà phê nó vào cơ thể chúng ta thì chúng ta cố gắng đó là thư giãn, nằm nghỉ ngơi. Đó, và massage cái bụng của chúng ta khoảng từ 5 đến 10 phút các chị ạ. Khoảng từ 5 đến 10 phút. Giữ được cái nước cà phê nó ở bên trong lâu á thì nó làm sạch rất hiệu quả. Đó. Nhưng mà lưu ý á là tùy vào khả năng của mình, chứ không phải rằng là mình cố mình nhìn đâu nhé. Mình cố mình nhìn là không tốt, mà mình làm trong khả năng của mình. Ok nào. Lưu ý giúp cho nam đó là massage trong quá trình thải độc nó đạt hiệu quả rất cao. Ok nào. Đó, chúng ta hình dung điều này không? Rồi. Và sau khi á, chúng ta nằm thư giãn khoảng từ 5 đến 10 phút rồi thì chúng ta sẽ thải độc và đi cầu. Đó, đi cầu để thải độc. Hoặc là có nhiều người mới truyền được nửa túi á, mà buồn đi vệ sinh rồi thì chúng ta nhớ là rút cái dây ra và chúng ta khóa cái van lại. Khóa cái van lại nhé. Sau đó chúng ta đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong rồi chúng ta quay trở lại, chúng ta làm tiếp cho đến lúc mà nó hết cái túi cà phê thì thôi các chị nha. Rồi, đây là phần cuối cùng á, nhưng mà rất là tế nhị. Nhưng mà Nam muốn chia sẻ là đại đa số mọi người đi cầu là sai tư thế. À, thì cái tư thế đi cầu đúng nha, ở với cái xí bệt thế này á, thì nếu người nào mà trẻ á, chúng ta có thể ngồi lên cái thành này luôn nè. Chúng ta ngồi xồm nhá. Khi chúng ta thải độc mà chúng ta ngồi xổm thế này này thì cái trực tràng của chúng ta nó thẳng đứng và cái đại tràng chúng ta nó giãn nở, do vậy là lượng chất độc nó tống ra ngoài rất dễ dàng và nhẹ nhàng. Thì khi chúng ta đi cầu, chúng ta có thể massage ngược chiều kim đồng hồ cái bụng của chúng ta và chúng ta cố gắng thoát bụng để cho các chất thải nó ra nhiều hơn các chị nhé. Đó, còn người nào mà cao tuổi á, chúng ta không ngồi xổm được như thế này thì chúng ta cũng ngồi ở tư thế xí bệt thế này, nhưng mà cố gắng chúng ta hãy kê một cái ghế ở bên dưới lên này khoảng 20 đến 30 cm thì như vậy là cái tư thế mình ngồi lên thế này. Đó, thì như vậy là cái ruột của chúng ta nó thẳng đứng, do vậy là cái lượng chất thải nó ra ngoài nhiều hơn các chị nhé. Chúng ta lưu ý giúp nam cái điểm này. Ok, thì đó là toàn bộ quy trình Nam hướng dẫn cho tất cả quý anh chị thải độc đại tràng bằng cà phê hữu cơ. Và chúc cho cả nhà chúng ta làm thanh lọc và thải độc thành công. Nhớ là làm đúng đủ đều để có được sức khỏe tuyệt vời các chị nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo,
quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp Nam Hà xin chân thành cảm ơn.